Ơi, hello cả nhà nha. Em được cũng xin chào cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu được miền Tây của em nha. Đó, hiện tại thì em đang có mặt ở shop của em để chuẩn bị quay cho cả nhà những dòng máy câu đai hoa mới về nha cả nhà. Đó thì shop em có đầy đủ dụng cụ câu đài, dù ghế, rồi máy câu, dây câu, rồi cần câu, câu giải, câu sâm, câu hồ. Đó, cần dựng, câu có thịt nè. Đó, cần đài đầy đủ cho anh em chơi ha. Đó, dụng cụ câu cá từ lưỡi nè, mồi, nói chung là rất là nhiều nha cả nhà. Dây đó, chung là cũng đầy đủ đồ chơi để phục vụ anh em. Thì hôm nay em mới về thêm một số máy đai hoa nữa và chuẩn bị quay cho cả nhà mình xem ha. Thì hôm nay em mới về thêm những mẫu máy đai hoa nha cả nhà. Đó thì cũng sẽ qua tranh thủ quay cho cả nhà mình thêm ha. Em sẽ làm thêm một clip nữa đó để quay cho cả nhà mình xem ha. Đây là những cái mẫu máy đai hoa bên em mới về nha. Đó thì gồm có những cái dòng, đa số là những dòng tầm trung nha cả nhà. Đó, đa số là những dòng tầm trung ha. Thì có em có ở đây là đai hoa Scottfire LT, rồi mẫu đai hoa MRZ nè, đai hoa MRS, rồi đai hoa Rirod CXH, rồi đai hoa Rirod CXH 5000, 5000, 6000 và đai hoa Ligat H 6000 với 3000, 4000. Đó thì hôm nay em mới về thì nói chung là cũng 1 2 3 4 5 mẫu nha cả nhà. 5 mẫu. Thì em có mẫu Rirod mà màu đen đó. Đó có mẫu Rirod màu đen đó mà mẫu đó khách chắc dặn rồi, thử ra cho nên clip này em không có quay luôn. Đó. Nha nha. Nó cũng là đây. Con này cũng là Rirod nhưng mà Rirod TR nha cả nhà. Bởi vì cái màu nó khác nè. Nó cái màu nó khác con này nè. Nó cái màu nó khác như cả nhà. Đó anh em nhìn khác ha. Nó cũng Rirod luôn mà dòng TR. Dòng này là dòng CXH. Đó trên lên nó khác. Còn phần dưới này nó cũng làm tạo điểm nhấn ba cái khía này, nó cũng nhìn cũng giống giống nhau nha cả nhà. Đó. Rồi, con này là có khách chốt rồi, để hồi em đã giao cho khách luôn. Đó. Rồi, em được cũng xin chào cả nhà nha. Dòng đã qua hầu như là nguyên một năm nay luôn cả nhà. Đó, hoặc là năm vừa gọi luôn, dòng đai hoa hầu như là hàng do dịch Covid đó là không có hãng làm. Cái này là hàng này là về hầu như là của ông anh thì ổng còn, cho nên là em mới chia lại mới có thôi nha cả nhà, chứ không thôi là cũng không có hàng luôn. Đó là thằng bên đai hoa bên hãng thì không có hàng luôn, giờ chia lại ông anh ông lấy trước á thì mới còn, cho nên là em lấy về để phục vụ cho cả nhà ha. Thì đầu tiên em sẽ vô phân khúc là từ thấp đến cao nha cả nhà. Đây là con đai hoa MRS nha. Thì em được có là xây 2.500 nè, 3.000 với xây 4.000 ha. Nói chung là mỗi một xây cũng có một hai máy à, chứ không có nhiều đâu cả nhà. Đó. Nói chung là mỗi một xây thì chỉ có được một hai máy thôi nha cả nhà. Cho nên anh em cũng tranh thủ giùm em ha. Thì giá bán là giá em cập nhật theo giá của hãng đưa ra luôn nha cả nhà. Đó, giá mới nhất của hãng đưa ra luôn. Đó. Thì đai hoa em có đây là con MRS, là MRS 2.500, 3.000 với 4.000 nha cả nhà. Dòng này dòng cối nông nha. Nó thích hợp đến em câu lua, câu đồ là rất là đẹp luôn. Mà trong phân khúc giá mềm sinh viên á. Đó. Thì con này em xin nhắc sơ lại cho em, cho anh em chút xíu ha. Nó là tay quay kim loại ha cả nhà. Nồi đó là nồi kim loại ha. Đó, để em chụp cái hộp lên cho cả nhà mình coi luôn nha. Nồi kim loại. Đó. Đây là nồi kim loại. Đó, nó có hai bạc đạn nha cả nhà. Con này hỗ trợ thắng ABS rồi cho anh em luôn ha. Ở dưới xe 2.500 thì nó tải cá là 4kg. Đó, trường hợp anh em là siết mô bin cứng ngắc luôn ha. Còn anh em cứ xả mô bin ra thì cá 9-10kg mình cứ bắt bình thường thôi. Cân nặng của cái con xe 2.500 này là 285g nha cả nhà. Dòng tua của nó là 5.3.1 ha. Đó, hỗ trợ công nghệ ABS cho anh em ha. Đó, là con đai hoa MRS nha cả nhà. Đó, đây là đai hoa MRS. Thì giá của con xây 2.500 này là 560.000 nha anh em. Đó, giá xây 2.500 này là 560. Đó, xây 2.500 là 560.000 nha cả nhà. Đó, 2.500 là 560.000, rất là đẹp luôn. Màu này là em thích nhất luôn cả nhà. Đó. Rồi em tiếp theo đó là xây 3.000 để coi cân nặng nó sẽ thay đổi và như thế nào nha. Xây 3.000 thì nó nặng 280g nha cả nhà. Đó, nó cũng là hai bạc đạn. Đó. Tại cá cũng là 4kg ha, xe 3.000 ha. Đó. Rồi. Em lên xe 4.000.
Xây 4.000 là tải cá được 6 kg, nặng 415 g, dòng tua vẫn là 5.3.1 ha, hai bạc đạn khoảng 20 ớt đó. Thì giá của con 3.000 là 590 ngàn, con 4.000 là 660 ngàn nha cả nhà. Nó mỗi xây thì giá nó sẽ khác nhau ha, có con 4.000 thì giá nó cao nhất. Đây con 4.000 em đang cầm trên tay đây đó, cũng khá là to cho anh em là đi coi sông coi ngâm rồi có cảm giác đồ là ok luôn á đó. Đó rất là đẹp nha cả nhà, đẹp không tì vết luôn nha cả nhà đó. Em gặp máy đẹp là nhìn đẹp xuất sắc luôn á. Nó cho cả nhà mình xem ha. Đó, đó là con xây 4.000 nha cả nhà, giá 660, 5.000 là bên, 3.000 là 590, 2.500 là 560 ngàn ha. Rồi tiếp theo nữa em được sẽ qua mẫu đai qua MRS đó. Em sẽ tiếp theo nữa là mẫu đai qua MRZ. MRZ này thì em có xe 3.000, 4.000 và xe 5.000. Đó, xe con em đang cầm là con đai qua MRZ nha cả nhà. Đó, anh em thích cái màu mà nó đen đen xe sầm sầm á, xanh xanh á, thì xài con này. Con nhìn này nhìn kiểu kiểu màu nó giống như con xanh tiga đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó, em quay cho cả nhà xem nha. Đó, nó cũng là dòng tay quay kim loại, nồi vẫn là kim loại nha cả nhà. Đó, rất là đẹp ha. Rồi thông số chi tiết nữa em sẽ coi trên hộp cho anh em xem ha. Đây, đó thông số chi tiết, nó tải xe 3.000, tải cá 4 kg, cân nặng là 265 g. Nó có 5 bạc đạn nha cả nhà, dòng này nâng cấp hơn tí xíu, nó có 5 bạc đạn, hỗ trợ thắng ABS cho anh em luôn ha. Công nghệ speed booster đó, rất là nhiều, dòng tua là 5.3 nha cả nhà. Đó, thông số vô dây thì có trên màn hình luôn ha. Nó quay cho cả nhà mình xem ha. Đó, thì dòng đeo cái con MRZ này cối nó sâu hơn tí xíu nha. Đó, cối nó sâu hơn tí xíu cho nên là nó vô dây hơi nhiều hơn cái con MRS nha cả nhà. Rồi, xây 4.000 đây, nó to hơn đó, anh em có thể đi câu sông câu ngâm là cũng được ha. Nó xây 5.000 nó chập bá luôn, đi câu giải luôn. Nó xây 4.000 thì nó tải cá 6 kg, cũng là 5 bạc đạn nha cả nhà, cân nặng nó 395 g ha. Nó xây 4.000, dòng tua vẫn là 5.3 đó. Giá của con 4.000 là 780 ngàn nha cả nhà, còn con giá con xây 3.000 là 700 ngàn, 4.000 là 780. Rồi con xe 5.000 đây, siêu to khổng lồ, em có về được chứ không có quay rồi có nói cho cả nhà mình đó. Xe 5.000 của nó cỡ như con 8.000 của ta nha mọi người. Đó, cả nhà xem ha, xe 5.000 của nó là cỡ như con 8.000 của ta. Con này là anh em đi câu giải đều được luôn nè, câu cá thịt, câu đồ nè, câu sông, câu đập, câu đồ mà câu bạo lực á thì xài con này ha, rất là mượt luôn. Đó, đây qua MRZ 5.000 mà nhìn nó cỡ 8.000 của ta vậy đó, nó rất là khủng nha cả nhà. Đó, em sẽ vô xong thông số chi tiết. Đó, má tải của nó là 8 kg, trường hợp anh em ship bobin cứng ngắt luôn nha, mình xả pin thì cứ bắt 12, 13, 15 kg bình thường ha. Cân nặng là 610 g, dòng tua là 4.6, nó 5 bạc đạn ha, vẫn hỗ trợ thắng ABS cho anh em ha. Đó, rất là mượt chân luôn nha quý vị. Đó, dòng này thắng ABS không luôn, quá là đã. Đó, đây qua MRZ xây 5.000, giá 980 ngàn nha cả nhà. Em xin nhắc giá lại ha, xây 3.000 là 700 nè, 4.000 là 780, 5.000 là 980 ngàn. Đó, em xin nhắc giá lại cho anh em ha. Đó, đây qua MRZ nha. Rồi, tiếp theo nữa là em sẽ đây qua Sirius 5 LT. Đó, con này rất là đẹp nha cả nhà, quá là đẹp luôn. Anh em mà chiên lua là không nên bỏ qua con này nha, giờ câu ngâm câu xong rồi nha. Thì em có là xe 2.500 là 2 máy, xây 3.000 một máy, xây 6.000 là một máy nha. Đó, cho nên là anh em là lua hỏi em thì nên chơi con này nha, rất là đẹp luôn, rất là mượt luôn. Đó, nó cũng là dòng, nó cũng là tay quay kim loại nha cả nhà, ổ máy vẫn là kim loại luôn ha. Nó dòng này làm giờ là tay quay kim loại hết luôn á. Đó, rất là đẹp luôn nha, dòng cối nông nha cả nhà, cối nông rất là đẹp luôn, anh em đi dây rất là mượt luôn. Đó, dòng cối nông, nó quay tổng quan cho anh em xem ha. Đó, đai qua con này là Sirius 5 LT. Thì em sẽ đọc thông số của nó ha, xây 2.500 cho cả nhà mình xem ha. Đây, nó tải cá rất là khủng nha cả nhà. Nó nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Nó con dòng LT này rất là khủng nha cả nhà. Sirius 5 LT xe 2.500, nó nhỏ mà có vỏ nè. Mát tải của nó là 10 kg nha anh em. Đó, có một bạc đạn nhưng mà nó tải rất là khủng nha.
một bàn đạn nhưng mà tải 10 kg, cân nặng là 255 g đối với xe 2,5 ha. Dòng tua của nó là 5.3.1 đó, 5.3.1 em báo giá luôn nha, giá là 740.000 nha cả nhà, giá 740.000 ha, giá theo hãng luôn, niêm yết của hãng luôn nha cả nhà. Hỗ trợ là công nghệ ABS ha, công nghệ Infinity, công nghệ ATD là thống bó chống bó cứng như tùm lum đó cả nhà. Đó, bạc đạn số bạc đạn là một bạc đạn nha cả nhà, nhưng mà tải cái rất là khỏe, rất là mượt luôn ha, 10 kg nha. Đó, rồi em sẽ qua xe 3.000 coi nó thông số nó có gì khác không. Đó, cả nhà đợi em xíu. Xe 3.000 tải vẫn 10 kg, nhưng mà cân nặng nó nặng hơn là 260 g nha cả nhà. Đó, giá của con xe 3.000 là 840. Đó, xe 3.000 là 840.000. Rồi xe 6.000 em đang cài, em đang có đây, xe 6.000. Đó thì anh em câu sông, câu ngâm, câu lua hoặc là câu cá thịt đều được ha. Đây, xe 6.000 nha cả nhà. Đó, xe 6.000. Đó, rất là đẹp nha. Màu bạc, bạc đen. Đen bạc á. Đen bạc. Đó. Thì con này nó tải 12 kg nha anh em. Dòng Scott Fire 6.000 này là nó tải 12 kg ha. Đó, tải 12 kg Scott Fire. À, xe 6.000, mát tải 12 kg, cân nặng là 375 g. Ô, nó đâu có nặng mấy đâu cả nhà. Đó, xe 6.000 mà nó chỉ nặng 375 g thôi. Đó, nó tương đương là cỡ như bự hơn con Senna tí xíu à, nặng hơn Senna tí xíu à. Đó, 375 g. Đó, tải cá 12 kg rất là khủng khiếp nha cả nhà. Đó, giá của con này là 1.1 triệu nha anh em. Giá con Scott Fire LT xe 6.000 là 1.1 triệu ha. Xe 3.000 là 840. Xe 2,5 là 740 nha cả nhà. Nó giá báo giá theo giá hãng luôn, đàng hoàng cho anh em luôn. Đó. Rồi, em được sẽ qua cái mẫu đai qua LT đó và sẽ qua mẫu tiếp theo nha. Cả nhà có quên á thì cứ nhớ tên máy hoặc là chụp màn hình máy vậy nè, rồi nhắn qua inbox qua Zalo cho em hoặc là số điện thoại gọi cho em. Rồi em sẽ báo giá cho anh em ha, hoặc xem hình trực tiếp lại cho anh em ha. Rồi, tiếp theo nữa là em sẽ qua mẫu con Rirod LT CXH nha. Xe 5.000 em có là xe 5.000 và xe 6.000. Em có hai máy 5.000 và một máy 6.000 thôi nha cả nhà. Đó là Rirod LT CXH đó. Màu của nó đây. Đó, con này bữa đó làm được về mà bán sạch trơn luôn. Anh em mà bữa đó có cần hàng á thì hôm nay có lời rồi nha. Đó, đây là Rirod LT nha cả nhà. Đó, xe 5.000 và xe 6.000 rất là đẹp nha, của Daiwa luôn nha cả nhà. Đó, dòng này thì anh em có thể là câu lua nè, câu ngâm, câu đều được nha, nhưng mà anh em lua thì phái con này lắm nè. Đó, thì em sẽ đọc thông số của nó luôn cho anh em xem ha. Đó, con Rirod Daiwa Rirod thông số là 5.000. Nó cân nặng nó chỉ 275 g thôi nha cả nhà. Dòng tua của nó cực nhanh luôn, 6.2.1. Đó, dòng tua cực nhanh luôn nha cả nhà. 6.2.1, 4 mặt đạn ha. Mát tải của nó là 12 kg. Đó, cân nặng 275 g, mát tải 12 kg. Đó, 4 mặt đạn, hỗ trợ công nghệ ABS rồi cho anh em đầy đủ ha. Đó, 4 công nghệ luôn mà em không có gành nè, em chỉ biết ra ABS thôi, là tới 4 công nghệ cho anh em luôn. Đó, Aerostar với ATD, rồi nói chung là tùm lum hết, em không có gành luôn, nhưng mà em chỉ gành những cái thông số cơ bản thôi. Đó, 6.2.1, cân nặng 275 g, tải cá 12 kg, 4 mặt đạn nha cả nhà. Siêu mượt luôn, anh em cầm lên quay mà nó mượt lắm luôn, nó nhẹ te à, nó đã lắm nha cả nhà. Đó, cho nên anh em lua lóc đồ phái mấy con này lắm nè. Mà hôm nay em có hàng cũng được 2 con 5.000, 1 con 6.000 thôi, anh em nhanh tay lên nha. Giá con 5.000 là 1.260 nha cả nhà, 1.260 ha. Đó, 1.260. Rồi, em sẽ qua con 6.000, quay thông số cho cả nhà mình xem ha. Đây, em coi con 6.000 coi. 6.000 thì dòng tua nó chậm hơn tí xíu, dòng tua nó 5.7 nha cả nhà, mát tải của nó cũng là 12 kg ha. Nó nặng hơn là 370 g. Nó xe 6.000 nha cả nhà. Nó tải cá 12 kg, dòng tua 5.7, cân nặng 372 g nha. Đó, đây xe 6.000 đây. Đó, anh em có thể đi câu cá thịt, đi câu giải, câu sông này được ha. Đó, rất là đẹp nha. Đây qua, con này cầm lên quay nó mượt lắm nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, càng nhìn càng đẹp. Rồi, em sẽ qua tiếp theo nữa là mẫu Daiwa Ligat nha. Ligat này là em được có xe 3.000, xe 3.000 và xe 6.000 nha cả nhà. Đó, quay cho cả nhà xem. Dạ, mua gì coi đi anh, tự lấy đi anh, không sao đâu, cái này cứ đây nè.
Đó, đây là mẫu Daiwa Ligat nha anh em. Đó, xe 3000. Đó, xe 3000 và xe 6000. Em có đây là xe 3000. Dưới ở đây là xe 6000, em còn có hai xe à. Nó 6000 mà nó cũng không có bự gì mấy nha anh em, nó cũng vừa thôi nha. Đó. Rồi em sẽ coi hộp xe 3000 thông số nó cho cả nhà xem ha. Xe 3000 nó tải là 10 kg, cân nặng là 215 g, dòng tua của nó khắc khủng khiếp 6.2.1 nha. 5 bạc đạn nha cả nhà, 5 bạc đạn. Đó, 5 bạc đạn nha. Hỗ trợ công nghệ cao cấp hơn ABS nữa. I-Bell, nó chống bó cứng công nghệ mới nha cả nhà. Nó rất là nhiều luôn, rất là nhiều thông số cho anh em chơi. Nói chung là em cũng không gành nữa, những thông số này thì anh em nào gành nữa thì anh em có thể tham khảo thêm giùm em nha. Đó, đầy đủ cho anh em ha. Daiwa này thì nhà máy sản xuất ở Việt Nam nha cả nhà. Đó, nhà máy sản xuất ở Việt Nam nha, hàng Nhật nhưng mà nhà máy ở Việt Nam. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha, dòng Daiwa. Thì đối với con 6000 thì dòng tua nó sẽ chậm là tí xíu, đó là 5.7 nha cả nhà. Cân nặng là 320 g, má tải vẫn là 12 kg, 5 bạc đạn ha. Giá 1.7 triệu. Mua gì em? Rồi, con này là con Daiwa Ligat. Đó, giá 1.7 triệu xe 6000, còn xe 3000 là giá nó là 1.380 triệu nha anh em. Đó. Rồi, thì em được về cũng được 5 mẫu máy Daiwa như thế này. Cũng quay ra để cập nhật cho cả nhà anh em được coi ha. Anh em xem vừa mẫu nào thì inbox sớm cho em nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha anh em ơi. Rồi em được xin chào cả nhà nha. Anh em ở gần thì lỡ shop em ở số 74 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú ha. Thì mua hàng thì em có bớt tiền cà phê cho anh em ha, mua máy câu đồ ha. Rồi em được xin chào cả nhà nha.